Chào cả nhà, hôm nay con mình nó là thèm bắp nướng quá. Bắp nướng mỡ hành đó, ra mình làm bắp nướng cho con mình ăn đó các bạn ơi. Giờ mình không có mua được than để mà nhúng lửa than đó các bạn. Với lại cũng có 4 trái bắp mà các bạn ơi. Có mấy trái bắp mà nhúng than cũng lu bu mà đâu có mua được than đâu. Trên đây lâu lâu mới có xe than ta đẩy bán dạo á mới mua được mà mình hết than rồi. Thành ra mình nướng bằng lò ga cũng được đó các bạn. Mình nướng bắp đầu tiên á, mình đừng có lộn hết cái vỏ bắp ra các bạn nha. Cái này cũng ơi cháy cháy rồi. Cái này cũng là cái mẹo nhỏ đó. Thì mình để cái vỏ bắp như vậy mình nướng cho nó hầm hơi á, cho nó chín cái trái bắp một chút xíu rồi mình hả lột cái bắp ra ha. Chứ mình đừng có đào vô nướng cái mình lột cái vỏ bắp ra liền ha các bạn ha. Vậy nó không có chín đều rồi được cái trái bắp ha. Thơm quá cả nhà ơi. Ơi ghê chưa, bắp nó nổ ghê chưa. Giờ mình cho nó khét khét cái vỏ ngoài chút xíu, mình lột bỏ cái vỏ ra, bắt đầu mình nướng cái bắp ha. Vậy nó cũng chín vàng 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 cái bên trong được được rồi đó. Nó cũng chín vàng vàng cái bên trong đó các bạn. Rồi chút xíu mình lột cái vỏ ngoài mình bỏ, bắt đầu mình nướng trực tiếp vô cái trái bắp luôn. Rồi các bạn ơi, giờ mình đã lột bỏ cái vỏ ở bên ngoài rồi, vỏ lụa rồi đó. Giờ bắt đầu mình nướng bắp rồi đó các bạn ha. Nãy là nướng có cái vỏ lụa, giờ lột bỏ cái vỏ lụa rồi. Còn ở đây thì anh cũng né né anh Trọng để nó nổ. Mình nhờ ông xã mình nướng bắp giùm rồi. Giờ mình làm mỡ hành. Ừ các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị làm mỡ hành để ăn bắp nướng đó các bạn. Thì cái chén này ở đây trong này mình có một chút nước mắm với lại nước lọc với lại một chút xíu bột ngọt với khoảng một muỗng cà phê đường. Cái chén mình hòa cái hỗn hợp vô đây sẵn luôn rồi. Rồi bây giờ mỡ cũng nóng rồi đó các bạn. Giờ cái này hành lá mình xắt sẵn rồi, giờ mình cho vô đây. Cái này ai cũng nói dễ dễ thì dễ làm, nhưng mà cũng phải làm nó sao cho nó ngon, chứ còn làm đại thì ai làm cũng được. Thành ra cái nước này nè thì tùy theo khẩu vị của gia đình bạn ăn mà bạn pha thôi nha. Mỡ hành thơm quá cả nhà ơi. Rồi giờ mỡ hành sau khi hành lá bỏ vô cũng muốn chín rồi đó các bạn. Giờ mình bắt đầu mình cho cái chén hỗn hợp này vào ha. Cho cái chén hỗn hợp này vào. Để thôi mình làm cái xoong này rộng rộng đó các bạn. Để thôi mình nhúng trái bắp vô đây nè. Phết mỡ hành lên để nhúng trái bắp vô. Hấp dẫn lắm các bạn ơi. Cái món này bình dân thôi, hồi đó ở dưới quê cũng ăn hoài à, mà cũng còn thèm mà các bạn ơi. Rồi được rồi đó các bạn, cái này nó sôi bùng lên riu riu cái là được rồi đó ha. Giờ mình quay qua mình coi bắp đi, anh xã mình không nướng giùm mình đó chứ. Dạ anh đứng anh coi anh nướng giùm đi ha. Rồi tôi chờ cái này sôi lên cái tôi. Các bạn ơi, thơm quá chừng các bạn ơi. Ôi mình lấy đũa mình nhét vô đây để xay cho nó dễ nè. Rồi con nhúng trái bắp xuống luôn á, cho nó thấm cái nước mắm mỡ hành rồi vô á cho nó hấp dẫn. Các bạn ơi ngon quá các bạn ơi. Rồi mình chia sẻ cái món ăn vặt chơi cho vui. Con nhúng trái đó luôn đi. Đến đây mình kết thúc đó các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những video sau. Ngon quá, hấp dẫn quá.